Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là Nguyễn Minh Lên, chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Nói chung là mình mới đi uống cà phê về. Và trên đường về mình cũng nghĩ ra một cái ý tưởng là sẽ thử làm gia đình mình. Như anh em thấy đây là xe của mình nè. Anh em biết mình thử gia đình mình như thế nào không? Là mình sẽ giả vờ giấu chiếc xe này đi. Và về nhà nói với gia đình của mình là mình uống cà phê và bất cẩn bị người ta trộm mất chiếc xe này. Để phải xem phản ứng gia đình mình như thế nào đối với mình khi mà mình làm mất chiếc xe của mình. Rồi, anh em cùng theo chân mình đến với clip mình nha. Chịu không vợ chứ không ạ? Dạ, không có gì. Vợ chứ không nhỉ? Không có bây giờ mình phải đi giấu chiếc xe này gõ một nhà người nào trong số này rồi bắt đầu mình sẽ về nhà bắt đầu làm cái phản ứng của gia đình mình như thế nào nha anh em. Gọi anh nặng cho. Ok anh em, mình đang trên đường về nhà mình này. Báo ngang rồi, ông báo bảo vợ, ông báo ngang rồi trước.
Mấy chùi dưới đó, mẫu vợ xíu à. Xíu về thì cũng một ngày. Xíu về thì cũng một ngày. Sáng giờ mà một xíu. Tiếng hồ cho mấy, tiếng đỡ hồ cho tầm mà tiếng đỡ hồ cho mấy. Mẫu bút chùm rèo một cái gì đó. Chẳng chùi dưới nó, mất xì à, mất xì còn không chùi chưa. Dạ, kìa tôi có chị bị là nó lát rồi, có không nhỉ? Dạ, mở rồi đúng không? Em đeo có chị là một tuổi em ạ. Thiểu là chị là một có. Nói lát làm gì? Lát làm gì tự nhiên chị bóc và đánh lát. Bóc chị bảo em. Không thiểu ra nói bóc lát này mà cũng đấy. Bóc quán nào? Quán đợt là như quán nào? Quán nào, tự lưng xuống cái quán nào, làm gì bóc hồi rồi, tôi cũng lại mình cả mất. Tự nhiên. Thì bé em nào? Anh đâu có xôi đồ bài đẹp đâu, anh có một gái không cùng trời. Có anh yêu coi mặt vợ mình với bé mình nè. Làm gì? Giỡn không? Ừ. Mẹ giỡn đúng không? Đi giỡn em. Ừ. Xe đâu? Giỡn xe anh dùng cái kia ở đâu? Giỡn không có mất gì hết. Anh chỉ nói chung con chỉ làm một cái thứ phản ứng của gia đình mình như thế nào khi mà con bị mất xe em mà. Nói chung là giờ. Có anh. Con. Chúc tính mất khùng chứ. À, chỉ làm một cái trò đùa đó làm mất xe thứ phản ứng em thế nào mà chút đang nó cùng lỡ cỡ nữa chứ. À, nó xuống nó cùng rồi nè. Trời. Thằng này mẹ thấy làm mất xe mà nghĩ vậy. Tôi nghĩ tôi sợ chứ xe mất là tiền đâu mua. Nãy em có tiền khố không có tiền thấy làm vậy không kiếm tiền đồng mua xe rồi bay đi. Bị mất thầu chót cho làm gì, làm được có tiền là anh em thấy mẹ mình nói không? Chung khổ lắm thấy làm không? Gia đình mình khổ lắm anh em ơi. Đâu phải xuống nào xuống thầu mất cái gì thầu phí mua khác. Đây làm kiếm chụp đồng vậy mà biết không sao? Đấy, nhà mình khổ lắm. Ngày nào mẹ mình cũng đang đây để kiếm từng đồng cách mua đồng còn vợ mình. Vợ mình nó cũng đi đây làm luôn. Đây. Không thấy khổ à? Không sao, nói chung là không có mất gì. Ôi, yên tâm gia đình mình cứ yên tâm, con chỉ cố gắng làm có tiền để bù đắp những tháng năm ba mẹ khổ cực. Biết như vậy là được rồi, con không. Thôi đừng có hôn nữa nha anh em, xin anh dựng ngôi nhà, anh Huy gà, chúc anh ra anh chứ kìa. Sao nãy em đang thấy? Hả? Anh đút thuốc quỳ kìa sao anh thấy được? Bây giờ đây em không thiệt rồi. Không có nè. Nó diện cẩn thận ra chứ mất tiền đó. Nè, con cứ ngỡ là ông không cầu mù huyêu chứ không có. Ủa, tôi không có tiền đâu. Anh cầu mù huyêu có ăn bét cho á. Mẹ nghĩ vậy không à. Nói chung là thôi thấy gia đình mình là biết rồi, mừng rồi. Thấy nghiệp nó lo, nó đứng chỗ là biết rồi. Không lo gì cho chỉ ba mẹ mình làm đồng tiền khổ mua xe cho mình biết nghĩ. Anh em cũng rất là cảm ơn các anh em đã xem video clip mình giả vờ mất xe để thử làm gia đình mình. Hiện tại là chỉ có mẹ với vợ mình nha, rồi ba mình thì đi làm rồi. Rồi ok, cũng rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy video này mà có gì mà thót thót trong lòng thì hãy đỡ lại một like và một share và nhấn vào chữ đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha.
Ok, bye bye tất cả các anh em.